Hiện trên địa bàn thành phố có nhiều điểm tập gym. Đây là bộ môn được nhiều người lựa chọn để nâng cao sức khỏe, giúp cơ thể săn chắc, cơ bắp. Gói tập gym có giá trung bình như sau. Gói 1 tháng 400.000 đồng, gói 3 tháng 1.200.000 đồng, gói 6 tháng 2.250.000 đồng, gói 13 tháng 3.750.000 đồng. Nếu tập gym thu hút nam giới, thì tập yoga là môn thể thao ưa thích của nhiều chị em với mong muốn có sức khỏe tốt, phòng ngừa bệnh tật và một cơ thể đẹp. Các gói tập yoga có mức giá như sau. Gói 3 buổi một tuần từ 350.000 đồng một tháng, 3.600.000 đồng cho cả năm. Gói tập cả tuần từ 500.000 đồng một tháng và 4.800.000 đồng cho một năm. Môn võ Taekwondo thường dành cho các bạn trẻ. Mỗi lứa tuổi sẽ có những bài tập khác nhau phù hợp với sức khỏe và năng khiếu. Tập võ Taekwondo ở trường học, trung tâm thanh thiếu nhi, trung tâm dạy võ thuật. Giá một khóa học khoảng từ 500 đến 600.000 đồng một tháng.